Top 3 ngành hàng một vốn 4 lời dành cho dân buôn, càng vào hè sẽ càng bán tốt. Và ở cuối video thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn tìm những cái sản phẩm hot trend ở trong ngành hàng này. Đầu tiên, top 1 phải kể đến ngành hàng thời trang, đặc biệt là ngách các sản phẩm về quần áo chống nắng. Cái ngách này thì không cần phải nói nhiều làm cái gì, vì chị em nào cũng cần khi mà hè đến. Có hai cái cách để các bạn có thể tìm ra được cái sản phẩm win ở trong ngách này. Một, đó là các bạn lựa chọn những cái sản phẩm mẫu mã đẹp, hot trend, hoặc là những cái sản phẩm phải rất mạnh mẽ về mặt chất lượng. Ví dụ như năm ngoái hot lên con áo chống nắng chất liệu vải sợi tre, chị em nào cũng tìm mua. Thứ hai, cũng là ngành hàng thời trang nhưng mà là ngách đồ thời trang đi biển. Ví dụ như là bikini, váy maxi dài. Thì mùa hè đến thì cái nhu cầu đi du lịch nó sẽ tăng trưởng một cách đột biến. Và chị em khi mà đi chơi thì bao giờ cũng sẽ sắm không chỉ là một mà là vài bộ đồ đi biển như vậy. Thì cái ngách này ấy, cái quan trọng nhất là các bạn cần phải có cái gu và mắt thẩm mỹ để lựa chọn ra những cái mẫu mã đẹp. Thứ ba ấy, đó là đồ tích điện. Và nhất là những bạn nào bán ở những cái khu vực nông thôn thì nó sẽ rất là đắt hàng. Ví dụ như cái mùa hè năm ngoái thì cái tình trạng cắt điện luân phiên. Cái con đèn tích điện này gia đình nào ở nông thôn cũng có từ 1 cho đến 2 con. Cái ngành hàng này năm ngoái thì các cái kho quạt tích điện ở bên chúng ấy, thì kho nào mình thấy cũng hết sạch hàng. Và còn rất là nhiều những cái ý tưởng kinh doanh mới độc đáo trong mùa hè này để các bạn có thể tham khảo. Thì mình đã tổng hợp những cái sản phẩm hot trend, những cái nhà cung ứng ở trên cái danh sách hơn 300 nguồn hàng này. Thì ở trong cái danh sách này sẽ có đầy đủ những cái ngành hàng từ gia dụng, mỹ phẩm, đồ công nghệ, đồ chơi, phụ kiện và thời trang, và rất nhiều những cái ngành hàng khác để các bạn có thể tham khảo. Và để các bạn có thể nhận được cái bộ tài liệu này thì các bạn có thể đăng ký ở cái đường link phía bên dưới. Ở trong cái chương trình bí mật e-com thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn từ cái bước các bạn nhập hàng đến các bước là khi mà các bạn nhập hàng rồi thì làm thế nào để các bạn có thể bán hàng và kinh doanh ở trên những nền tảng như là TikTok, Shopee và các cái nền tảng sàn thương mại điện tử. Và các bạn hãy bấm đường link phía dưới để chúng ta có thể nhận toàn bộ những cái tài liệu hữu ích ở phía trên.